Chiều qua mùng 3 tháng 1, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin công an cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong đăng kiểm, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam. Đáng chú ý, khi bị bắt có giám đốc trung tâm đăng kiểm còn không biết viết, không biết đọc vì mới học hết lớp 3. Xung quanh nội dung này, lãnh đạo Cục Đăng kiểm đã có những thông tin phản hồi. Lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho biết mới nghe được thông tin này từ Bộ Công an và sẽ cho các đơn vị xác minh cụ thể. Theo vị này, luật hiện nay không có điều kiện về trình độ với chủ đầu tư đơn vị đăng kiểm, chỉ có điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực của đơn vị đăng kiểm. Điều kiện về trình độ ở đây chỉ áp dụng với các đăng kiểm viên, người chịu trách nhiệm ký lên các giấy tờ chứng nhận đăng kiểm cho phương tiện. Đánh giá về trường hợp giám đốc trạm đăng kiểm không biết chữ, vị lãnh đạo thừa nhận đây là vấn đề bất cập, bởi kinh doanh dịch vụ kiểm định là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì sản phẩm đầu ra liên quan đến trật tự an toàn giao thông của xã hội và sinh mạng con người, do đó, chủ đầu tư cũng phải có những kiến thức hiểu biết về lĩnh vực này thì mới được phép đầu tư. Thưa quý vị, như VTC14 đã phản ánh, sau vụ việc hàng loạt các trung tâm đăng kiểm bị phanh phui tiêu cực, nhiều đăng kiểm viên bị bắt giam, khởi tố và công tác đăng kiểm được siết chặt, thì tình trạng quá tải đang xảy ra ở nhiều trung tâm kiểm định xe cơ giới. Và hiện, để đăng kiểm được một phương tiện thì chủ xe phải chờ hàng giờ. Sự bức xúc là không thể tránh khỏi, ghi nhận của VTC14 tại Hà Nội. Đó chính là hình ảnh đang xảy ra ở nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội hiện nay. Chờ 1 giờ hay 2 giờ để kiểm định được một chiếc xe là câu chuyện đang khiến nhiều chủ phương tiện cảm thấy ngán ngẩm khi đi đăng kiểm. Trong cái dịp đầu năm này thì cái việc kiểm định rất là đông và đợi cũng được khoảng 2-3 tiếng này, từ lúc 8 giờ đến giờ. Xe nhà xong chưa? Chưa xong, bây giờ mới đang xếp hàng. Thậm chí có những trung tâm, phương tiện ùn tắc đăng kiểm kéo dài hàng trăm mét. Nhiều lái xe cho biết, dù đi từ khá sớm để đăng kiểm xe, nhưng tới nơi phương tiện đã xếp thành hàng dài. Thực ra là bây giờ hiện nay thì xe rất là đông, nên là chính vì vậy là cái việc đăng kiểm bây giờ rất là có vấn đề, vì là nó đông quá nên là nhà nước có, Bộ Giao thông có cái biện pháp nào mà để cho người dân người ta đi đăng kiểm nó dễ dàng hơn. Sáng giờ cũng tiếng hồ đấy. Xe hết hạn đăng kiểm từ hôm 31, hôm nay mới đi được. Anh có cái suy nghĩ gì khi tình trạng đăng kiểm quá tải? Em thấy bất cập. Mỗi lần như thế này đi đăng kiểm mất bao thời gian, như hôm nay thế này là mất nguyên cả buổi sáng rồi. Nói chung là không ổn. Không biết có các cấp chính quyền có thay đổi được cái gì hay không, hay chứ cái tình trạng như này thì cứ mỗi lần đi đăng kiểm là mệt mỏi quá. Theo một số trung tâm đăng kiểm, sau khi xảy ra tình trạng quá tải, ùn ứ phương tiện, hiện đã tăng thêm giờ làm nhưng vẫn không thể giải tỏa hết nhu cầu đăng kiểm xe dịp cuối năm. Có những trung tâm, phương tiện tăng tới 200-300% so với thời gian trước đó. Dịp cuối năm thì cái nhu cầu kiểm định của chủ phương tiện nó tăng cao, và cái lượng phương tiện đến thực hiện kiểm định tại đơn vị chúng tôi cũng tăng lên. Và để thực hiện các giải pháp nhằm đáp ứng được cái nhu cầu kiểm định cho chủ phương tiện thì đơn vị chúng tôi cũng thực hiện một số các cái giải pháp. Thứ nhất là chúng tôi có những cái báo cáo với Cục Đăng kiểm Việt Nam về cái việc làm thêm giờ, thực hiện làm thêm từ 2 đến 3 giờ mỗi ngày. Ngoài ra thì có các cái kênh thông tin với khách hàng như là điện thoại đường dây nóng hoặc là các cái fanpage để chủ phương tiện có thể đặt lịch hẹn để đăng kiểm trước. Chúng tôi sẽ sắp xếp những cái phương tiện có lịch hẹn vào những cái giờ mà không quá đông đúc, để tránh cái trường hợp là chủ phương tiện đến kiểm định vào cùng một thời điểm thì sẽ gây ra những cái hiện tượng ùn ứ tại đơn vị. Quá tải đăng kiểm là câu chuyện trước đây chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, khi hoạt động kiểm định xe cơ giới được siết chặt thì tình trạng quá tải đang gây ra những bức xúc cho các chủ phương tiện. Rõ ràng,
Về lâu về dài, Cục Đăng Kiểm Việt Nam cần sớm có giải pháp, chứ không phải hô hào làm thêm giờ là có thể giải quyết được dứt điểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan phải dừng cấp phép thi công đào vỉa hè, đào đường từ ngày 11 tháng 1 đến 29 tháng 1, tức từ 20 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng. Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện hoàn trả vỉa hè, đường, đảm bảo thuận lợi giao thông và vệ sinh môi trường trong dịp Tết. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có trách nhiệm tăng cường phân luồng, tổ chức giao thông, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn tại các bến xe, bến tàu, nhà ga và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đỗ dừng phương tiện không đúng quy định, đi không đúng làn đường, phần đường quy định, chở quá tải, quá số người quy định, xử lý các điểm trông giữ xe trái phép, sai phép, thực hiện sai quy định về giá dịch vụ, vi phạm lòng lề đường. Dù hãng bay tuyên bố tăng chuyến thêm hàng chục ngàn vé, nhưng nhiều chặng bay tiếp tục lâm vào tình trạng cháy vé máy bay Tết ở một số hãng. Nhiều người chưa mua được vé máy bay Tết phải cầu cạnh đại lý. Cụ thể, Vietjet, Bamboo Airways, Viettravel Airlines không còn chuyến nào mở bán vé từ 26 đến 29 tháng Chạp. Vietnam Airlines vẫn còn chuyến bay nhưng giá từ 2,6 triệu đồng một vé bay từ 4 giờ sáng. Còn các khung giờ buổi sáng đến tối giá 5 triệu đồng một vé. Khó mua vé lan rộng ở chiều bay sau Tết từ các tỉnh miền Trung vào thành phố Hồ Chí Minh. Theo khảo sát, đường bay Đà Nẵng, Quy Nhơn, Chu Lai đến thành phố Hồ Chí Minh sau Tết, hầu hết các hãng đã hết vé. Riêng chặng bay thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội trước và sau Tết, vé máy bay vẫn khá dồi dào, giá không quá căng thẳng. Giá vé một chiều khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 2,7 đến 5 triệu đồng một vé. Nhiều hành khách đã lựa chọn phương án bay vòng đi Cam Ranh, Phú Quốc rồi mới bay về quê. Du lịch trình bị kéo dài hơn vì phải bay nhiều chặng, nhưng vé các chặng này còn nhiều, giá cũng rẻ, lại kết hợp đi du lịch, nghỉ ngơi cùng gia đình trước khi đón Tết. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vòng 3 ngày, từ mùng 1 tháng 1 đến mùng 3 tháng 1, giá xăng trong nước đã được điều chỉnh 2 lần, tăng liên tiếp. Đến thời điểm này, giá xăng E5 RON 92 đã lên mức 21.350 đồng một lít, xăng RON 95 lên 22.150 đồng một lít. Vì sao lại có sự thay đổi này? Bộ Công Thương đã chính thức lên tiếng giải thích cụ thể việc này. Cụ thể, từ 0 giờ ngày 1 tháng 1, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định điều chỉnh tăng 1.050 đồng một lít với xăng E5 RON 92 và tăng 1.100 đồng một lít với xăng RON 95 và dầu diesel tăng 550 đồng một lít. Cơ quan điều hành lý giải mức giá trên được điều chỉnh theo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn năm 2023 có hiệu lực từ 0 giờ ngày 1 tháng 1. Mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với mặt hàng xăng là 2.000 đồng một lít, tăng 1.000 đồng một lít so với mức hiện hành. Dầu diesel là 1.000 đồng một lít, tăng 500 đồng một lít so với hiện hành. Trong phiên điều hành hôm 3 tháng 1, Liên Bộ Công Thương Tài chính thực hiện điều hành theo giá Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu. Ở lần điều chỉnh lần này, xăng E5 RON 92 tăng thêm 330 đồng một lít, xăng RON 95 tăng thêm 350 đồng một lít và dầu diesel giữ nguyên. Như vậy, sau 2 lần tăng giá liên tiếp, giá xăng E5 RON 92 đã tăng thêm 1.380 đồng một lít, lên mức 21.350 đồng một lít. Xăng RON 95 tăng thêm 1.450 đồng một lít, lên mức 22.150 đồng một lít. Và dầu diesel tăng 550 đồng một lít, lên mức 22.150 đồng một lít.